Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược các nước thế giới làm gì? Video kỷ niệm tròn 44 năm ngày nhân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược Trung Quốc tại cuộc chiến tranh biên giới 17 tháng 2 năm 1979. Chiến tranh biên giới 1979 nổ ra, ông Fidel Castro ủng hộ Việt Nam chống Trung Quốc bành trướng. Chủ tịch Fidel phát biểu thẳng thắn với thế giới khi đó: nhân dân Cuba sẵn sàng đổ đến giọt máu cuối cùng để kề vai chiến đấu cạnh người anh em Việt Nam. Đồng thời tuyên bố sẽ gửi quân đội Cuba sang Việt Nam nếu Trung Quốc không rút quân. Năm 1979, khi người Trung Quốc tấn công vào miền Bắc Việt Nam, Lào tuyên bố cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Điều này khiến Lào bị Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác cấm vận, cô lập về thương mại. 30 tiếng đồng hồ sau khi người Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979, chính phủ Liên Xô tuyên bố giận dữ: giới cầm quyền ở Bắc Kinh cần phải dừng lại trước khi quá muộn, không được đụng đến Việt Nam. Rất nhanh, quân đội Liên Xô đã mở một cuộc tập trận lớn khủng khiếp ngay sát biên giới phía Trung Quốc. Còn ở trong nước, một chiến dịch tuyên truyền để chống kẻ thù không đợi trời chung là Trung Quốc đã bùng phát ra trong Liên bang Xô Viết. Trong nhà máy, nông trường và khu dân cư, người dân Xô Viết tụ tập dưới những câu khẩu hiệu của tình đoàn kết bền vững với Việt Nam xuất phát từ thời cuộc chiến tranh chống Mỹ. Song song với đó, Liên Xô đã lập tức viện trợ cho Việt Nam 191 tiêm kích, 18 máy bay vận tải, 33 trực thăng, 200 xe tăng, 146 xe bọc thép các loại, 202 pháo tự hành, 314 pháo kéo, 262 tên lửa đất đối không, 10 tàu mặt nước cỡ nhỏ và hàng triệu triệu tấn đạn dược. Liên Xô còn mang máy bay vận tải để đưa bộ đội chính quy của Việt Nam đang đánh Pol Pot ở Campuchia về. Tất cả viện trợ trên của người Liên Xô không hề đòi hỏi Việt Nam phải trả lại bằng gì cả. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta. Độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc.